Phương Hưng và Kim Thảo xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Hưng. Chào Kim Thảo. Hưng ơi, dạo này Kim Thảo đi siêu thị á, thấy có bán nhiều thịt đà điểu lắm nha. Kim Thảo biết là thịt đà điểu ngon nè, rồi tốt cho sức khỏe nữa, định mua về đãi cả cả nhà. Nhưng mà không biết làm món gì hết trơn, bởi vì chưa bao giờ Kim Thảo chế biến thịt đà điểu hết quý vị ạ. Thịt đà điểu thì công nhận là rất là ngon nè. Đúng rồi. Đặc biệt là thịt đà điểu mềm nè, mà rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng cholesterol thấp đó nha. Đúng rồi đó. À, hay là nhân chương trình ngày hôm nay á, Hương giới thiệu cho Thảo cùng đây quý vị khán giả một món ăn nào đó được chế biến từ đà điểu đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện một món ăn có tên gọi là đà điểu lúc lắc. Để thực hiện món đà điểu lúc lắc thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 250g thịt đà điểu, một củ khoai tây, nửa củ hành tây, ớt chuông xanh đỏ vàng, một ít hành tím và tỏi băm, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là nước tương phú sĩ. Hưng ơi, thịt đà điểu với thịt bò chế biến có giống nhau không? Thịt đà điểu và thịt bò nó hơi giống nhau, nhưng mà có một cái này thì Kim Thảo cũng như là quý vị khán giả chúng ta nên lưu ý. Khi mà chúng ta làm món đà điểu lúc lắc thì chúng ta hãy mua phần phi lê của đà điểu thì thịt sẽ mềm hơn và thích hợp với món lúc lắc hơn. Quý vị ơi, quý vị nhớ nhé là chúng ta khi mà làm món lúc lắc thì nên chọn phi lê, bởi vì thịt phi lê sẽ mềm và rất là ngon. Bây giờ không biết là Phước Hưng sẽ chế biến nguyên liệu nào trước? Đầu tiên thì Phước Hưng sẽ cắt cái phần phi lê đà điểu này, và Phước Hưng sẽ nhờ Kim Thảo gọt giùm Phước Hưng một củ khoai tây. Đồng ý. Đây, phần thịt phi lê đà điểu này thì Phước Hưng sẽ cắt khối vuông khoảng 1,5cm nè. Tiếp theo thì Hưng sẽ cắt cái phần ớt chuông xanh đỏ vàng này ra, cũng cắt theo khối vuông cũng tương đương với thịt đà điểu. Đây, và tiếp tục là tới màu đỏ nè. Màu vàng nè. Rồi, tiếp tục thì Hưng sẽ cắt cái phần củ hành tây này đi, và Hưng sẽ cũng cắt tương đương với thịt đà điểu luôn. Rồi, bây giờ tiếp đến thì phần khoai tây này thì chúng ta khi mà chúng ta bào vỏ thì chúng ta hãy ngâm qua nước lạnh liền để cho nó không có bị thâm. Tiếp thì Phú Hưng sẽ cắt cái khoai tây này ra thành từng que để chúng ta chiên. Rồi bây giờ chúng ta hãy dùng cái cây chấm này cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta lại cho vào cái tô nước này. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả thì chúng ta sẽ ướp cái phịch đà điểu này. Ướp vào đây là một muỗng canh nước tương phú sĩ, một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto và một ít tiêu nè, và nửa muỗng cà phê đường. Rồi bây giờ thịt đà điểu chúng ta để đây cho nó thấm. Kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo để chúng ta chiên khoai. Dầu trong chảo cũng đã sôi thì Hưng sẽ cho hết cái phần khoai tây này vào đây. Rồi. Khoai tây có vẻ là hơi cháy cạnh rồi đó. Đúng rồi, bây giờ khoai tây cũng là sắp vàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lửa lên nè. Rồi, bây giờ Hưng sẽ phớt rồi. Bây giờ Kim Thảo tắt bếp giùm Hưng nha. Hưng sẽ cho vào trong cái khoai tây này một tí xíu muối nè, và một tí xíu tiêu nè. Và chúng ta sóc đều lên. Rồi, và khoai tây thì chúng ta cũng đã chiên xong. Hưng sẽ bắt lên bếp một cái chảo để chúng ta xào lúc lắc nha. Rồi, bây giờ Hưng sẽ cho vào đây là hai muỗng canh dầu ăn nè. Dầu trong chảo cũng đã nóng thì Hưng sẽ cho vào đây là một muỗng canh hành tím và tỏi băm nè, và chúng ta phi thơm. Hành đảo vàng thì Hưng sẽ cho hết cái thịt đà điểu này vào. Để lửa lớn và chúng ta xóc đều tay. Cũng giống như là bò đúng không Hưng? Đúng rồi. Nhưng mà xào lửa lớn nó có công dụng gì? Khi mà chúng ta xào món đà điểu lúc lắc này thì chúng ta nên cho lửa thật lớn và xóc đều chảo nhanh tay để cho thịt đà điểu được mềm hơn và thơm ngon hơn. Cảm ơn Hưng nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là khi xào thịt đà điểu thì chúng ta sẽ để lửa thật là to và xóc đều tay lên để cho thịt đà điểu được chín mềm và ngon hơn quý vị nhé. Tiếp theo thì Hưng sẽ cho vào chảo một muỗng canh dầu nè, và Hưng sẽ cho hết cái phần rau củ vào đây. Và chúng ta xóc nhanh tay. Cái này cũng phải xóc nhanh tay đúng không? Hưng cho vào đây một ít nước nha. Bây giờ thì Hưng sẽ nêm vào đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto nè. Hưng sẽ cho hết cái phần đà điểu mà chúng ta đã xào vào đây. Chúng ta lại cho lửa lớn và đảo nhanh tay. Rồi, và bây giờ chúng ta tắt bếp nè. Bây giờ thì chúng ta hãy cho khoai tây ra đĩa nè. Hưng sẽ cho lên đây một ít salad nè. Cho ít ớt lên nè. Rồi, mời Kim Thảo. Cảm ơn Hưng.
Hưng ơi, thịt đà điểu mềm nè, thơm của cái mùi nước tương Phú Sĩ ngon ơi là ngon nha. Bên cạnh đó thì Kim Thảo thấy là kết hợp với lại rau củ thì rau củ đã thấm gia vị rồi. Mặc dù là nhìn thì thấy màu sắc rất là bắt mắt, giòn, ngọt, thấm gia vị, màu lại đẹp thì làm sao mà mọi người có thể cưỡng lại được cơ chứ. Bên cạnh đó khi mà ăn thêm một miếng khoai tây vô nữa, kết hợp khoai tây, đà điểu rồi ớt chuông, hành tây tạo nên một cái vị rất là ngon. Một món ăn ngon nè, bổ dưỡng thì chắc chắn là quý vị khán giả đang xem chương trình không thể nào mà bỏ qua được đâu. Quý vị khán giả thân mến, với một món ăn ngon, dễ chế biến mà lại rất là bổ dưỡng như vậy thì Kim Thảo tin chắc rằng các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình sẽ rất là tâm đắc và sẽ thực hiện ngay để đãi cho các thành viên trong gia đình của mình, đúng không ạ? Nếu như quý vị không nhớ hết tất cả những bí quyết cũng như là những công thức mà đầu bếp Phước Hưng đã hướng dẫn trong ngày hôm nay thì xin quý vị hãy truy cập vào trang web www.monngonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và quý vị ơi, sau khi mà làm món đà điểu lúc lắc ngày hôm nay thì quý vị hãy nhớ là chia sẻ cảm nhận cho tất cả chúng tôi nữa nhé. Theo hộp thư quen thuộc là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến số 083 823 7557, đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của món ngon mỗi ngày cũng đã sắp hết rồi. Đầu bếp Phước Hưng và Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.